Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Một đời ta, ta vui. Sống trong đời này thuận lợi có lúc, ngộ nhận mấy khi, chê cười luôn bị, chỉ mong bình an. Đời nói thì rất dễ, nghe cũng đâu có gì, nhưng sống sao cho tốt lại không hề đơn giản. Phóng khoáng quá người ta nói bạn lãng phí, rộng rãi quá người ta nói bạn khoe khoang. Bạn yên lặng điềm tĩnh, người ta sẽ nói bạn tự cao tự ngạo. Bạn sống đơn thuần chất phác, người ta nói bạn là kẻ nhu nhược vô dụng. Bạn giàu có, người ta sẽ khinh ghét đố kỵ. Bạn thất bại, người ta sẽ nói bạn đáng nhận báo ứng. Thật khó mà làm vừa lòng mọi người. Làm người sống chạy theo miệng lưỡi của người khác thật là khó. Bất luận bạn sống tốt hay xấu đều bị đem ra bàn tán. Bất luận bạn làm được hay không cũng có người ghi nhớ hận thù. Bất luận bạn có thản nhiên hay tự tại cũng có người cảm thấy chướng tai gai mắt. Bất luận bạn thiện lương hay không thì cũng có người nói tốt nói xấu. Làm người thật khó, bởi chúng ta không có cách nào dẹp được dư luận. Làm người không đơn giản, bởi vì người ta nghĩ dư luận đó đều là sự thật. Có một số niềm vui người khác không thể hiểu được, có một số đau thương người khác không thể cảm nhận thay. Vì thế đâu cần phải quan tâm những việc đó làm gì. Đời ta, ta vui là đủ. Có một số nỗi đau buông xuống là giải thoát. Có một số phiền muộn nghĩ xong là an lành. Có một số sự tình cần tận tâm, tận lực. Có một số sai lầm cần tha thứ, bao dung. Có một số rối ren nhìn đơn giản cho gương mặt thanh thản. Có một số đổ vỡ biết vậy. Cuộc sống không hề đơn giản, nên hãy sống tùy duyên. Người khác muốn so đo hơn thua thì kệ họ tốn sức suy nghĩ. Bớt lo lắng chuyện thị phi để đời sống an nhàn tự tại. Bớt lo lắng miệng đời để cuộc sống thanh cao. Không nghĩ đến những phiền não hôm qua, cũng đừng tạo ra đau thương không đáng có của hôm nay. Sống là chính mình, mỗi ngày đều hợp ý vừa lòng. Đời ta, ta vui là đủ. 2. Chúng ta sống mưu cầu cái gì? Chúng ta sống không phải vì mưu cầu sự vui vẻ, hạnh phúc hay sao? Mỗi ngày đều bận lo toan, tính toán. Bạn có mệt không? Mỗi lúc đều so đo thiệt hơn. Bạn đã chán chưa? Lúc nào cũng tranh giành qua lại. Bạn thấy đủ rồi chứ? Người khác tùy tiện nói, sao vội để trong lòng? Người khác khoa tay múa chân cũng ghê trong tức dạ. Mỗi ngày bạn vì mấy chuyện tầm phào mà để tâm, không mệt hay sao? Bạn đều vì những kẻ rối hơi mà tức giận, không thấy phiền chứ? Bạn cứ thưởng thức hương vị của cuộc sống, quan tâm người khác nói làm gì? Bạn cứ cảm nhận giấc mơ đẹp của tâm hồn,
quan tâm người khác cười mà chi. Một đời này của chúng ta chỉ ngắn ngủi như vậy, hà tất để bản thân uể oải không qua nổi, hà tất để bản thân đánh mất sự thanh tao. Con mắt giống nhau nhưng cách nhìn lại khác, đôi tai giống nhau nhưng điều nghe thấy lại bất đồng, cái miệng giống nhau nhưng cách nói năng muôn vẻ. Cũng là tâm hồn nhưng mỗi người lại có những cảm nhận khác biệt. Đồng tiền giống nhau nhưng cách tiêu pha của mỗi người lại khác. Cùng là con người nhưng mỗi chúng ta lại có cách sống của riêng mình. Vợ chồng cả một đời nương tựa vào nhau, phải chăm sóc từng chút. Bằng hữu là những người giúp đỡ chúng ta nhiều nhất, nên cần biết quý trọng. Gia đình là nơi không thể rời xa, nên phải biết để tâm giữ gìn. Cuộc đời vô thường, nên nhìn xa trông rộng, phóng khoáng hơn. Phiền não là cho mình tự chuốc lấy, nên biết cách tránh đi. Sức khỏe là thứ cần thiết nhất, hãy đặt lên hàng đầu. Sự mềm yếu là khó tránh khỏi, cho nên phải cố gắng kiên cường. Lận đận là điều không thể tránh, hãy dũng cảm đối mặt. Tâm hồn là của chính mình, nên hãy tự vui vẻ, nhu hòa. Học cách vui vẻ, không để những việc vô ích lấy đi sự vui vẻ của mình. Đừng để áp lực ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Đừng để sự buồn bực làm mất đi nụ cười của bạn. Dùng trái tim để cân nhắc. Cuộc đời của chúng ta cũng đã đi được quá nửa đoạn đường. Hợp nhau thì cùng làm bạn, ghét bỏ thì hãy rời đi. Vui vẻ thì năng thăm hỏi, đau lòng gặp gỡ làm gì. Cứ đơn giản như vậy trải qua cuộc sống mỗi ngày. Ba, không tranh trước đầu ngọn gió. Thời đại này, trung hậu thành thực thường bị khi phụ, tâm địa thiện lương luôn chịu thiệt thòi. Thiện lương và thành thực, bản thân cứ nỗ lực làm những điều tốt đẹp, không tranh trước đầu ngọn gió, không giành giật cái tốt hơn người. Khổ cực mệt mỏi đều nguyện gánh vác. Xã hội này, người tốt nào được đánh giá cao hơn kẻ lẻo mép. Chìm đầu vào làm việc lại không có ai khen ngợi ghi nhận. Biết nói đạo lý lại bị ghen ghét. Hết mình vì người, sau lưng lại bị đàm luận thị phi. Kẻ lười nhác trốn tránh chẳng bị ai oán trách. Dần dần ta mới phát hiện, thành thực thường thua thiệt, giả dối luôn chiến thắng. Giả dối thì được trọng dụng, thành thực chẳng ai quan tâm. Ôm gối kẻ trên thì tiền đồ rộng mở, giữ gìn khuôn phép đường tiến bước mịt mờ. Miệng lưỡi tốt chỉ là biểu hiện bên ngoài, có một bản tâm tốt mới là hạt giống thật sự. Có miệng lưỡi tốt chỉ nhất thời được yêu quý, có một bản tâm tốt mới được trọng dụng lâu dài. Chắc chắn mọi người làm gì đều có nhân duyên quả báo. Có bản tâm tốt nhất định sẽ được đối đãi tử tế. Có người thiện lương nhất định sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người. 4. Thời gian như một chiếc sàng,
thời trang như một chiếc sàn, giúp bạn chắt lọc người bên cạnh, giữ người thật lòng, tiễn người giả dối. Bất luận tình cảm như thế nào, trước sự minh chứng của thời gian đều hiển lộ rõ ràng. Nếu là thật thì đó là tinh phẩm, còn nếu là giả thì đó chỉ là hàng nhái mà thôi. Cuộc đời này giao lưu gặp gỡ vô số người, chúng ta trao đi sự lương thiện một cách vội vàng vô ý, bởi vậy mà làm hư biết bao nhiêu người, khiến họ không hiểu được thế nào là sự cảm ơn. Chúng ta đã vô tình đem sự bao dung bao che những người bạc nghĩa. Khi cần đến, họ gọi mình là anh em. Khi không cần, thì họ thẳng thừng trở mặt. Cho nên, xin trân trọng những người mà chiếc sàn thời gian đã lọc. Tình cảm chân thực thì dù thời gian cách trở bao lâu, khi gặp việc không bao giờ xoay chuyển. Bạn bè chân tình thì dù tháng năm thay đổi vẫn sẽ vẹn nguyên, không vì xa mặt mà cách lòng. Thời gian như tấm gương phản chiếu sự chân thành. Ai đầu môi chót lưỡi, ai đùa giỡn cuộc đời, ai thật lòng, ai chất phác, ai chân thành, lúc cần thiết sẽ tự nhiên lộ diện. Thời gian sẽ gạn lọc được người bạn chân tình. Ai sẽ dừng lại sau một khoảng thời gian bên cạnh, ai chỉ đi cùng bạn nhất thời, ai lâu dài bên cạnh bạn cả đời. Thời gian trôi qua ắt sẽ rõ ràng cả thôi. Thời gian chính là chiếc sàn song hành cùng bạn trên con đường đời, chọn lọc những người bạn thực sự, vạch trần những người giả tình giả nghĩa. Không luận là tình bạn hay tình yêu, chịu đựng được thử thách của thời gian thì đó là báo vật. Cảm ơn thời gian khiến cho chúng ta học được sự kiên cường, giúp chúng ta nhận được chân tình thật giả. Thời gian như một chiếc sàn giúp ta nhìn thật rõ ràng, hiểu thật thấu đáo. Tình cảm thực sự không sợ gì thử thách. Tình cảm giả dối nhất định không đồng hành. 5. Cuộc đời con người như một con đường. Cuộc đời con người như một con đường, đâu chỉ toàn là bằng phẳng. Sẽ có những chỗ khúc khuỷu gập ghềnh. Cố gắng kiên trì mới đến được điểm cuối cùng. Nửa đường từ bỏ thì vĩnh viễn sao biết được điểm đích. Con người ở đời bất luận làm việc gì đều phải thật cẩn thận. Một khi làm sai, khó có thể sửa chữa. Cũng như chọn sai đường, sẽ cả một đời hối hận. Cuộc đời con người, đi đúng đường thì nhẹ nhàng thoải mái, đi sai đường cất bước vạn gian nan. Đường ở dưới chân mình, hãy tự dựa vào cảm nhận của bản thân. Dù có nhiều chướng ngại, vẫn phải kiên trì tiến bước. Dù thuận lợi hay khó khăn, vẫn phải dũng cảm đương đầu. Tình cảm, nắm tay đúng người thì trái tim sẽ ấm áp. Trao tay sai người chỉ còn lại cay đắng, khổ đau. Trái tim chỉ có một, cho nên đừng phung phí. Gửi nó nơi người thực tâm, thứ ta nhận lại là sự trân trọng. Giao cho kẻ giả dối, ta nhận lại chỉ toàn thương đau. Kết giao với nhau, kết bạn đúng người thì thoải mái, nhẹ nhàng. Kết bạn sai người sẽ vô cùng rắc rối. Bạn bè không ở số lượng mà quý ở chất lượng. Bạn khó khăn
liền đưa tay giúp đỡ, mới đúng là bạn bè thực sự. Lúc gặp khó khăn lại nhắm mắt làm ngơ thì chính là tình bạn giả dối. Người sống trong thế giới này tìm được tình yêu chân thành thì hạnh phúc tràn đầy. Kết giao đúng bạn bè chân thật, có được sự thấu hiểu, cảm thông. Con đường đi sai một bước, hối hận cả đời. Bạn bè kết giao sai người, ám ảnh một đời. Tình cảm nắm tay sai người, trái tim ngàn vết cắt. Thế nên, để đi đúng con đường, phải hiểu rõ tâm hồn người xung quanh. Không nên để sự nhiệt tình ngoài mặt trở thành cảm xúc thật, để bạn bè trên bàn nhậu trở thành tri âm. Biết người biết mặt nhưng không hẳn đã biết lòng. Vẽ rồng, vẽ hổ, khó vẽ được xương. Đâu phải ai cũng đối xử tốt với bạn. Giả sử đối tốt với bạn, chưa chắc họ thực sự quan tâm đến bạn. Trong cuộc đời con người có hàng nghìn con đường, bằng phẳng cũng tốt, gập ghềnh cũng được, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Trong chuyện tình cảm, ngàn vạn lần ghi nhớ, đừng nắm nhầm bàn tay. Bình thường cũng tốt, lãng mạn cũng được, thành tâm thành ý mới là tốt nhất. Kết bạn, ngàn vạn lần ghi nhớ, đừng nhìn nhầm người. Ăn uống cũng tốt, chơi bời cũng không sao. Lúc khó khăn mà giúp đỡ nhau mới là tốt nhất. Cuộc đời của mình tự mình làm chủ, tình cảm của mình tự mình kiểm soát. Bất luận trong công việc hay tình cảm, hãy luôn cẩn thận, dùng tấm lòng mà kết giao. Đi đúng từng con đường, trân trọng từng chút tình cảm, sẽ không lưu lại sự nuối tiếc vô phương bù đắp, cũng không tạo nên sai lầm khó lòng cứu vãn. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.